Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 6. Ở bài học hôm trước thì các bạn đã được học về lực và hai lực cân bằng rồi. Và chúng ta đã biết được rằng là tác dụng đẩy kéo của vật này lên vật khác thì được gọi là lực, đúng không nào? Vậy thì lực đã gây nên những tác dụng gì cho vật? Và làm như thế nào để chúng ta biết được trong hai người này thì ai đã là người dương cung? Thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài mới ngày hôm nay để trả lời câu hỏi này nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau vào bài 7, tìm hiểu kết quả tác dụng của lực. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những hiện tượng cần chú ý quan sát khi mà có lực tác dụng. Chúng ta sẽ tìm hiểu trước về những sự biến đổi chuyển động của vật nhé. Các bạn cùng quan sát cho cô này. Ở trên đây cô có hình ảnh là một chiếc xe máy. Chiếc xe máy này đang đứng yên, đúng không nào? Vậy thì khi mà chúng ta vặn ga thì tức là động cơ của chúng ta đã được tác dụng một lực. Thì lúc này chúng ta thấy là xe của chúng ta chuyển động, đúng không nào? Đó. Và khi mà xe đang chuyển động này thì chúng ta bóp phanh lại thì xe sẽ dừng lại dần dần, đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta có được đó chính là vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động khi mà có tác dụng của lực. Và khi mà vật đang chuyển động rồi, vật bị dừng lại thì lúc đó cũng có tác dụng của lực. Tiếp tục chúng ta cùng quan sát tiếp cho cô một ví dụ sau đây. Các bạn nhìn thấy là ở trên hình ảnh này của cô đang có một vật đang ở chân dốc, đúng không nào? Và vật này muốn lên tới đỉnh dốc thì nó cần phải có tác dụng của một lực. Và ở đây thì cô dùng lực của một vật này sẽ dần dần đi xuống. Nó đi xuống bởi vì là vật này nó sẽ nặng hơn, vật được kéo lên và nó chịu tác dụng của trọng lực. Vậy thì bây giờ các bạn nhìn cho cô này. Khi mà vật đi lên dốc thì các bạn thấy là nó sẽ lên dốc một cách từ từ, đúng không nào? Vậy thì chúng ta có là vật chuyển động chậm lại. Đó. Những sự biến đổi chuyển động của vật thì nó có vật chuyển động chậm lại trong trường hợp là khi một vật đi lên dốc như cô đang ví dụ ở đây. Tiếp theo, bây giờ các bạn để ý cho cô này. Cô có một vật này. Và vật này nó sẽ bắt đầu chuyển động xuống dốc. Vậy thì các bạn quan sát cho cô là khi vật này chuyển động xuống dốc thì nó chuyển động nhanh lên hay chậm đi nhá. À, khi mà vật chuyển động xuống dốc này thì các bạn thấy nó sẽ chuyển động nhanh lên, đúng không nào? Vậy thì chúng ta có vật chuyển động nhanh lên. Tiếp tục các bạn cùng quan sát cho cô này. Cô có một quả bóng. Quả bóng này cô sẽ tác dụng vào một nó một lực để cho nó chuyển động. Và khi nó gặp vật cản thì chúng ta sẽ xem nó sẽ chuyển động như thế nào nhá. À đây, cô cho quả bóng này chuyển động và khi nó gặp vật cản thì nó quay trở lại. Vậy thì sự biến đổi chuyển động ở đây chính là một vật đang chuyển động theo hướng này thì bỗng chuyển động theo hướng khác. Như vậy là tổng hợp lại những cái ví dụ của cô vừa nêu ra thì chúng ta có được là những sự biến đổi chuyển động của vật đó chính là vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động, vật đang chuyển động bị dừng lại, vật chuyển động nhanh lên và vật chuyển động chậm lại, và vật đang chuyển động theo hướng này bỗng chuyển động theo hướng khác. À, như vậy là các bạn đã biết được rằng khi có lực tác dụng thì vật có sự biến đổi chuyển động, đúng không? Và chúng ta có các trường hợp của sự biến đổi chuyển động như này thế này. Bây giờ các bạn hãy trả lời cho cô câu hỏi C1 ở trong sách giáo khoa nào. Tìm 4 ví dụ cụ thể minh họa những sự biến đổi chuyển động. À, chúng ta có gì? Có 5 trường hợp vừa nãy cô vừa nêu cho cái sự biến đổi chuyển động của vật, đúng không nào? Vậy thì ở đây người ta chỉ yêu cầu chúng ta nêu 4 ví dụ thôi. Vậy thì chúng ta sẽ nêu 4 ví dụ cho 4 trường hợp. Hoặc là các bạn có thể lấy đầy đủ 5 ví dụ để chúng ta có thể tăng cái sự hiểu biết, sự hiểu bài hơn của chúng ta, đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát lên bảng này. Cô lấy một ví dụ để hướng dẫn cho các bạn nhá. Còn các bạn theo dõi thì các bạn hãy tự suy nghĩ ở trong đầu mình những ví dụ để cho minh họa cho những sự biến đổi chuyển động này. Đầu tiên là cô có cầu thủ đá vào quả bóng đang đứng yên và làm cho quả bóng chuyển động.
Thì đây chính là trường hợp gì ạ? Vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động đúng không nào? Cô lấy ví dụ thứ hai là xe đang chạy bỗng bóp phanh và dừng lại. Đây chính là cô lấy cho ví dụ trường hợp một vật đang chuyển động bị dừng lại. Tiếp tục ví dụ thứ ba này là xe đang lên dốc chuyển động chậm dần. À, đây là cô lấy cho ví dụ vật chuyển động chậm dần. Tiếp tục, xe đang xuống dốc thì chuyển động nhanh dần. Và đây chính là ví dụ cho trường hợp xe chuyển động nhanh dần. Một ví dụ nữa này, đã đầy đủ 4 ví dụ rồi nhưng cô vẫn lấy thêm một ví dụ nữa để cho các bạn hiểu hơn về cái trường hợp vật đang chuyển động theo hướng này thì bỗng chuyển động theo hướng khác. Đó chính là một quả bóng bay tới đập vào tường và nó chuyển động theo hướng khác. Đó thì đây chính là cái ví dụ cho cái trường hợp vật đang chuyển động theo hướng này bỗng chuyển động theo hướng khác. Và các bạn hãy suy nghĩ và lấy cho cô cái ví dụ khác so với những ví dụ mà cô đã nêu nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang tìm hiểu khi mà có lực tác dụng vào một vật thì nó sẽ bị biến dạng. Vậy thì bị biến dạng là như thế nào? Thì tức là những sự thay đổi về hình dạng của một vật. Đó, khi mà có lực tác dụng vào một vật thì một số vật nó bị thay đổi về hình dạng. Chúng ta sẽ lấy ví dụ, cô sẽ lấy ví dụ để cho các bạn dễ hiểu nhá. Đây, ở trên đây cô có một chiếc lò xo, nếu như nó đang ở trạng thái tự nhiên. Đây, nó đang ở trạng thái tự nhiên với độ dài như thế này. Nếu như chúng ta dùng một lực, chúng ta ép hai đầu lò xo này lại thì chúng ta sẽ thấy gì ạ? Độ dài của nó bị ngắn lại đúng không nào? Và nếu như chúng ta dùng một lực, chúng ta kéo giãn hai đầu của lò xo này ra thì các bạn sẽ thấy là chiều dài của nó dài ra. Vậy thì khi mà lò xo bị nén ngắn lại và lò xo bị dài ra như thế này thì chính là nó đã bị biến dạng. Nó bị thay đổi hình dạng so với hình dạng ban đầu này của nó. Đó. Vậy đây chính là cái trường hợp mà vật của chúng ta bị biến dạng, bị thay đổi hình dạng nhá. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời cho cô câu C2 ở trong sách giáo khoa nào. Vậy làm sao để biết được ai dương cung và ai chưa dương cung? À, đây chính là cái câu hỏi mà đề bài vừa nãy cô đã đặt ra. Đây, cô đã đặt tên cho các bức hình này là hình A và hình B. Vậy các bạn hãy quan sát cho cô nào. Trong hai hình này thì hình nào là người đã dương cung và hình nào là người chưa dương cung đây? À, chúng ta hãy dựa vào cho cô kiến thức về sự biến dạng. Khi chúng ta tác dụng một lực vào vật thì vật sẽ bị thay đổi hình dạng, bị biến dạng so với cái hình dạng ban đầu của nó. Đó. Vậy thì các bạn thấy, hãy tìm cho cô cái hình dạng ban đầu của chiếc cung khi mà chưa dương nào. À, thì đó sẽ chính là hình B đúng không nào? Hình B đây chính là cái hình dạng ban đầu của chiếc cung khi mà chưa dương, chưa có lực tác dụng vào nó. Và ở hình A đây đúng không nào, các bạn thấy rằng là người đã tác dụng lực vào cái chiếc cung này và dây cung đã bị kéo ra và nó thay đổi hình dạng so với ban đầu. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời cho cô đó chính là chúng ta sẽ chọn hình A vì cung đã bị thay đổi hình dạng khi chịu tác dụng của lực. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục vận dụng trả lời cho cô câu C3 ở trong sách giáo khoa nào. Là người ta dùng một chiếc xe ép lò xo lá tròn. Khi đang giữ xe, ta đột nhiên buông tay không giữ xe nữa. Thì hãy nhận xét về kết quả tác dụng của lò xo lá tròn lên xe lúc đó. Thì các bạn cùng quan sát thí nghiệm cho cô nhé. Đây. Đó. Khi mà người ta đang giữ chiếc xe này, ép cái lò xo lá tròn này lại. Và khi xe đang được giữ yên rồi thì bắt đầu người ta thả tay ra không giữ xe nữa. Thì các bạn nhìn thấy là gì ạ? Lò xo lá tròn của chúng ta bật ra. Nó lấy lại trạng thái ban đầu của nó và nó tạo ra một cái lực đẩy. Nó đẩy xe, làm xe bắt đầu chuyển động. Đó. Vậy thì chúng ta có là lò xo lá tròn tác dụng lên xe một lực đẩy và kết quả là làm cho xe chuyển động. Tiếp tục nào, chúng ta cùng quan sát thí nghiệm và trả lời câu C4 ở trong sách giáo khoa nhé. Buộc sợi dây vào một xe lăn rồi thả cho xe chạy xuống từ đỉnh một dốc nghiêng, hãy
Tìm cách giữ dây, sao cho xe chỉ chạy đến lưng chừng dốc thì dừng lại. Hãy nhận xét về kết quả tác dụng của lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây. Thì bây giờ cô sẽ lại tiếp tục làm thí nghiệm để cho các bạn quan sát nhá. Đây, một chiếc xe của cô đã buộc một sợi chỉ đây rồi, sợi chỉ màu trắng đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thả cho chiếc xe này chuyển động xuống dốc và chúng ta lại giữ vào cái sợi dây để làm sao cho xe dừng lại. Đó, các bạn thấy là xe này được nối với sợi dây và khi chúng ta thả ra và chúng ta dùng cách giữ để sao cho xe dừng lại. Vậy thì từ đây các bạn thấy được rằng là lực mà tay ta tác dụng thông qua cái sợi dây thì đã làm cho xe dừng lại được, đúng không nào? Rồi, tiếp tục nào, chúng ta cùng nhau đi tới câu C5 ở trong sách giáo khoa nào. Đặt một lò xo lá tròn nằm ngang ở lưng chừng dốc, lại tiếp tục trên một con dốc, đúng không nào? Nhưng mà ở đây là đặt một lò xo lá tròn. Thả một hòn bi lăn từ đỉnh xuống dốc sao cho nó va chạm vào thành bên của lò xo. Hãy nhận xét về kết quả tác dụng của lực mà lò xo tác dụng lên hòn bi khi va chạm. Vậy thì các bạn hãy cùng quan sát tiếp cho cô nhé. Đây, đây chính là hình ảnh thí nghiệm này. Đó, các bạn ở trên lớp thì các bạn sẽ được làm cái thí nghiệm như thế này. Còn ở trên đây cô dạy thì cô sẽ mô phỏng lại thí nghiệm cho các bạn để các bạn dễ quan sát nhé. Rồi bây giờ các bạn nhìn quan sát này. Cô sẽ thả cái hòn bi này từ trên dốc xuống và sao cho nó va chạm với thành bên của lò xo lá tròn. Thì các bạn hãy quan sát cho cô, khi mà nó va chạm với thành bên của lò xo lá tròn này thì sẽ hiện tượng gì xảy ra nhá. Đó, hòn bi của chúng ta chuyển động và khi nó chạm vào thành bên của lò xo thì nó chuyển động theo hướng khác, đúng không nào? Các bạn có thể quan sát lại cho cô này. Đó, các bạn thấy nó bị chuyển động theo một hướng khác. Vậy thì từ đây chúng ta có câu trả lời, đó chính là lực mà lò xo tác động lên hòn bi làm cho hòn bi chuyển động theo hướng khác. Chúng ta sẽ cùng nhau đi làm một thí nghiệm tiếp theo. Nó sẽ là chính là thí nghiệm ở trong câu C6 ở trong sách giáo khoa. Lấy tay ép hai đầu một lò xo và nhận xét về kết quả của lực mà tay ta tác dụng lên lò xo. Đây, cô có một chiếc lò xo, đây là chiều dài tự nhiên của nó nhá. Bây giờ cô sẽ dùng lực tay này tác dụng lên cái lò xo này, ép hai đầu lò xo này lại. Thì các bạn hãy quan sát cho cô này. À, khi chúng ta ép hai đầu lò xo này lại thì nó gì? Nó bị ngắn lại. Nó bị ngắn lại ở đây chính là gì ạ? Nó đã thay đổi hình dạng và nó bị biến dạng. Lò xo ở đây bị biến dạng. Như vậy là chúng ta có gì ạ? Lực mà tay ta tác dụng lên lò xo làm cho lò xo bị biến dạng. À, như vậy là từ những thí nghiệm trên thì các bạn thấy rằng là vật của chúng ta này, nó khi mà chịu tác dụng của lực thì nó sẽ bị gì ạ? Bị biến đổi chuyển động hoặc là nó bị biến dạng, đúng không nào? Câu C7 sách giáo khoa là chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống. Thì ở đây chúng ta có gì ạ? Có 4 chỗ trống và 4 câu. Các bạn chọn biến đổi chuyển động của hay là biến dạng, các bạn điền vào những cái chỗ trống thích hợp này cho cô. Thì đây đều là những cái kết luận mà của những cái thí nghiệm vừa xong chúng ta vừa làm. Vậy thì chúng ta sẽ điền nhanh cho cô nhé. Là lực đẩy mà lò xo lá tròn tác dụng lên xe lăn thì đã làm gì ạ? Đã làm biến đổi chuyển động của xe. Lực mà tay ta thông qua sợi dây tác dụng lên xe lăn khi đang chạy thì đã làm biến đổi chuyển động của xe. Tiếp tục nào, lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm thì đã làm gì ạ? Đã làm biến đổi chuyển động của hòn bi. Và cuối cùng nào, là lực mà tay ta ép vào lò xo thì đã làm biến dạng lò xo. Đó, như vậy là từ những cái thí nghiệm vừa rồi chúng ta lại rút lại cái kết luận mà chúng ta thu được. Câu C8 nào, ở trong sách giáo khoa trang 26 đó, hãy viết đầy đủ câu dưới đây. Chúng ta có câu đó chính là lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm ... vật B hoặc là ... vật B. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra. À, từ những thí nghiệm trên thì các bạn rút lại cho cô đó chính là gì ạ? Khi mà lực tác dụng lên vật thì gì ạ? Nó sẽ làm cho vật biến đổi chuyển động hoặc là làm cho vật biến dạng, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ điền hai
cụm từ đó vào. Chúng ta sẽ điền là lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm biến dạng vật B hoặc làm biến đổi chuyển động của vật B, và hai kết quả này có thể cùng xảy ra. Đó, như vậy là từ những thí nghiệm trên này chúng ta đã rút được ra tác dụng của lực đã có những kết quả tới vật, đó chính là làm biến dạng hoặc làm biến đổi chuyển động. Vậy từ đây các bạn làm cho cô những bài tập sau. Câu C9 ở trong sách giáo khoa trang 26 nào. Nêu 3 ví dụ về lực tác dụng lên một vật và làm biến đổi chuyển động của vật. Các bạn hãy suy nghĩ nào. Các bạn hãy dừng video này lại và các bạn suy nghĩ cho cô trong 1 phút để lấy cho cô 3 ví dụ này nào. Sau khi các bạn lấy được ví dụ thì các bạn lại bật bài giảng này của cô lên nhé. Và các bạn xem các bạn đã lấy ví dụ đúng chưa nhé. Cô sẽ hướng dẫn lấy 3 ví dụ cho các bạn nào. 3 ví dụ về lực tác dụng lên vật làm cho biến đổi chuyển động của vật thì cô lấy ví dụ như sau. Khi mà kéo cờ thì lực kéo của tay học sinh làm cho dây và cờ chuyển động. Hình ảnh lá cờ được kéo lên rất là quen thuộc với các bạn khi mà các bạn đến tiết chào cờ, đúng không nào? Và khi mà chúng ta kéo cờ này thì lực kéo của chúng ta đã làm cho dây và lá cờ chuyển động. Tiếp theo, khi phanh xe, lực phanh xe làm cho xe dừng lại. Đây cũng là một hình ảnh rất là quen thuộc với các bạn. Các bạn đã đều đi xe đạp hết rồi, đúng không nào? Vậy thì khi các bạn đang chuyển động trên đường, các bạn bóp phanh lại thì xe của chúng ta dừng lại. Vậy đây cũng chính là lực đã tác dụng lên vật và làm cho vật bị biến đổi chuyển động. Tiếp theo nào, lấy tay búng vào hòn bi và lực tác động của tay ta làm cho hòn bi chuyển động. Không biết là các bạn còn chơi cái trò bắn bi không nhỉ? Ngày xưa cái trò bắn bi là những cái trò mà rất là quen thuộc và rất là được yêu thích của các bạn con trai đấy. Và khi đó các bạn đã giải rất nhiều hòn bi ra này. Và các bạn lấy một hòn bi, các bạn bắn để cho những hòn bi khác chuyển động. Bắn vào hòn bi nào chuyển động thì các bạn ấy sẽ ăn cái hòn bi đó. Đó. Vậy đấy là một trò chơi. Và trò chơi đấy thì đã làm gì ạ? Đã là tác động lực vào hòn bi và làm cho những hòn bi khác chuyển động. Vậy thì cô đã lấy ví dụ đây. Lấy tay búng vào hòn bi và lực tác động của tay ra làm cho hòn bi chuyển động. Rồi như vậy là cô đã lấy xong 3 ví dụ về lực làm cho vật biến đổi chuyển động rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tới câu hỏi tiếp theo nào. Đó là câu C10 ở trong sách giáo khoa. Hãy nêu 3 ví dụ về lực tác dụng lên vật làm cho vật bị biến dạng. Vừa nãy là chúng ta lấy lực tác dụng lên vật và làm cho vật bị biến đổi chuyển động. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là làm cho vật bị biến dạng. Vậy các bạn lại tiếp tục suy nghĩ nào. Và bây giờ cô sẽ lấy 3 ví dụ để cho các bạn cùng hình dung, cùng tưởng tượng lại về lực tác dụng như thế nào để làm cho vật bị biến dạng nhá. Đó là chúng ta sẽ dùng tay bẻ cong sợi dây kẽm và lực tay ta tác dụng làm dây kẽm biến dạng. Khi mà chúng ta cầm sợi dây kẽm, chúng ta bẻ cong thì như vậy là hình dạng ban đầu của của sợi dây kẽm nó đã không còn là hình dạng ban đầu thẳng như của nó rồi và nó đã bị bẻ cong rồi. Vậy đây chính là trường hợp chúng ta tác dụng lực và làm cho vật bị biến dạng. Trường hợp thứ hai nào là dùng tay kéo giãn lò xo và lực kéo của tay làm cho lò xo biến dạng. Cái ví dụ này thì chúng ta đã vừa làm ở thí nghiệm trên rồi, đúng không nào? Chiều dài của lò xo bị kéo dài ra và như vậy là nó nằm trong trường hợp lực tác dụng lên vật và làm cho vật bị biến dạng. Ví dụ thứ ba nào, dùng tay bóp méo quả bóng và lực tay ta tác dụng làm cho quả bóng biến dạng. Đó, khi mà các bạn dùng lực tay này các bạn bóp méo quả bóng, vậy thì nó đã không phải là ở hình dạng ban đầu của nó rồi, nó đã bị méo rồi. Ban đầu của nó phải là dạng hình tròn, đúng không nào? Mà bây giờ chúng ta đã bóp méo vào, vậy thì nó cũng chính là trường hợp lực tác dụng lên vật và làm cho vật bị biến dạng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi trả lời câu hỏi câu C11 ở trong sách giáo khoa. Nêu một ví dụ về lực tác dụng lên một vật có thể gây ra đồng thời hai kết quả. Hai kết quả ở đây là gì ạ? Hai kết quả ở đây là lực vừa làm cho vật biến đổi chuyển động và vừa làm cho vật biến dạng. Vậy thì các bạn hãy dừng video này lại, các bạn nghĩ cho cô xem nào. Cái trường hợp nào lực tác dụng vào vật thì làm cho nó xảy ra hai kết quả đồng thời nào?
chúng ta sẽ có, cô lấy ví dụ nhá, đó chính là cầu thủ đá vào quả bóng, lực mà cầu thủ tác dụng vào quả bóng thì làm cho quả bóng biến dạng. Đây, khi mà chân này tác dụng vào quả bóng này một lực thì quả bóng này nó sẽ bị méo, nó bị biến dạng ở ngay cái chỗ mà chân của người tác dụng vào quả bóng, đúng không nào? Và khi đó thì quả bóng chịu tác dụng của một lực thì nó lại biến đổi chuyển động, nó sẽ bay, đúng không nào? Vậy thì đây chính là cái trường hợp mà lực tác dụng vào một vật lại vừa làm biến dạng vật và vừa làm biến đổi chuyển động của vật. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tổng kết những cái kiến thức cần nhớ của bài học ngày hôm nay nhé. Đó chính là lực tác dụng lên một vật thì có thể là biến đổi chuyển động của vật hoặc làm nó biến dạng. Và các bạn chú ý cho cô là ở trong thực tế này, khi mà các xe tham gia giao thông ấy thì chúng ta phóng nhanh vượt ẩu và gây ra sự va chạm giữa các xe với nhau hoặc sự va chạm với những vật ở trên đường, thì khi đó nó đều sinh ra một lực rất lớn và nó có thể gây ra ngoài cái việc biến đổi chuyển động cho xe, tức là xe phải dừng lại, và còn làm cho xe bị biến dạng, và quan trọng hơn nữa đó chính là gây ra cái nguy hiểm tới tính mạng của con người. Vậy thì các bạn cần phải chú ý cho cô nhá, là chú ý tới những cái lực chúng ta tác dụng vào vật sao cho nó phù hợp nhất, và khi mà tham gia giao thông thì chúng ta phải tham gia giao thông một cách an toàn. Rồi, trước khi kết thúc bài học thì cô sẽ đưa ra một câu hỏi để cho các bạn suy nghĩ và chúng ta sẽ cùng nhau trả lời ở bài giảng tiếp theo nhé. Đó chính là các bạn nhìn thấy này, có phải là quả táo đang rơi từ trên cây và rơi trúng đầu của một bạn này đang ngồi ở dưới gốc cây, đúng không nào? Vậy thì tại sao quả táo này lại rơi xuống đất mà không phải là bay lên hoặc là bay theo một hướng khác? Thì để trả lời cho câu hỏi đó thì các bạn hãy xem tiếp bài giảng tiếp theo của cô nhé. Và bây giờ thì cô sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.